Hello dạ. Hello, chào thưa quan, chào mọi người, chào các con ở diễn đàn nha. Thì xoay qua cái vụ sự việc này thì nó cũng trùng hợp với lại cái sự việc của Văn Lâm nó nói. Không biết sẽ nói sao cho tụi nó hiểu, nhưng mà cái điều này á, thì mình nói chút xíu về vấn đề Việt Nam và Mỹ. Có nghĩa là cái người Việt Nam mình đó, nó có một cái tật gọi là cái người tai nhanh hơn não, có là không biết sự việc xảy ra như thế nào mà họ phán một cách rất ư là, thì cũng giống như Quang Lâm nói đó, nó có những cái sự việc mà nếu mà ở bên Mỹ cũng là một cái sự việc đó thì thằng kia nó chết mẹ rồi, đâu còn đâu và để mà ngồi nói chuyện nữa. Và ở đây mình muốn nói vấn đề cái xã hội Mỹ chút xíu là như vậy, có nghĩa là khi mà sự việc ra có một vụ bắn súng hoặc là cảnh sát bắn người thì mình nhắm mắt lại thì mình cũng biết đó là một là da đen hay là da màu, chứ không cái điều đó như là nó quen thuộc rồi, nó có cái đó là ai cũng biết gì cả, người dân của nước Mỹ ai cũng biết cả. Khi mà có cái sự giết chết hoặc là cảnh sát bắn người thì mà cứ nhắm mắt mình hiểu là đó là một thằng da đen hoặc là một thằng da màu. Cái điều đó hình như là bao nhiêu năm nay rồi, nó không phải đâu đó, nó có một cái sự kỳ thị, nhưng mà kỳ này nó hơi khác khác thường hơn chút. Chính những cái người da màu cùng với nạn nhân nó cái chỗ đó mới khác thường, nhưng mà mày nó có khác thường ở chỗ đó chút, có nghĩa là khi anh chàng da màu ở đây mình theo theo mình suy luận thì nó cũng dễ hiểu thôi qua à, các anh chàng da màu của mặt mặt bộ đồ sắc phụ đó thì từ hồi nhỏ cho đến lớn anh cũng bị kỳ thị như thường, nhưng khi anh khoác lên một bộ áo mà đại diện cho luật pháp của Mỹ, tự nhiên anh cảm nghĩ là anh thoát rồi, anh thoát cái cảnh mà coi như là bị kỳ thị rồi. Bởi vì sao? Anh là nhân viên công lực, Nuôi công lực. anh thoát là mặc dù anh da đen nhưng mà anh nghĩ anh không phải là da đen, nó có cái chỗ đó đó. Cho nên khi anh cầm cân nảy mực mà anh đại diện cho luật pháp không, anh khủng khiếp hơn với tụi da trắng. Cái lý do ảnh là anh để anh chứng tỏ rằng tao là người da trắng chứ không phải là da đen. Cái đó là một cái sự gọi là mình gọi là gì ta, mình không cần phải nói cái điều đó ra, nhưng mà mình nói cái điều này nè, nói như vậy để con hiểu điều này. Cái xứ nước Mỹ này, những cái xứ mà tụi nó hay khen ngợi tam quyền phân lập tự do dân chủ hạnh phúc thiên đường cái gì đó, những lúc sau này con mới thấy cái bộ mặt của nó ra lòi ra. Và cái mình muốn nói ở đây là nó biến con người ta thành những con vật chứ không phải là con người, là bởi vì con người thường thường phải có một sự thông cảm, phải có cái sự biết thương nhau, chừng nào quá lắm quá đáng lắm thì mới có sử dụng những cái hình thức vũ lực. Có nghĩa là gần như là ở Việt Nam không có cái trường hợp này xảy ra, nói thẳng một câu như vậy. Cái xã hội Mỹ nó làm cho con người ta trở thành con vật là bởi vì họ không biết thương yêu nhau. Đó, tao đã từng nói và là con người ta khi mà đã lên được một cái gọi là cái gì gọi là thiên đường tư bản thì con người ta hầu như không biết thương nhau, và họ lo mạnh ai nấy sống rồi, nó không có một sự gọi là tình người nữa. Tình con người mất mất tiêu luôn đó. Tao cũng đã từng nói tụi bay rồi đó, thí dụ mày đi đường mày gặp một người lớn tuổi mà bị té xỉu trên đường nha, đừng ở dại mà vô đụng má, giống như Việt Nam vô ôm vô rồi lấy mền đắp rồi cạo gió dắt hơi các cái miễn đi, đụng quá là chết mẹ đấy nghe con, đụng quá là chết đấy nghe, bao nhiêu tội lên đó. Thấy chưa, nó làm con người ta bị mất đi cái tình thương của đồng loại. Ở Việt Nam thì khác, anh ra đường anh giật kinh phong hoặc là anh nhảy đặt tự nhiên giật 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 giật, giật, giật kinh phong anh nhảy rồi xùi một mép ra làm người ta ta thấy rõ ràng nha. Mấy bà chạy vô quán nước ha, cắt giùm tôi miếng miếng chanh, miếng chanh, miếng chanh, đè đầu nhỏ ra nặng vô, nặng 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 vô đi chi để nhỏ bị cái hết bị cắn lưỡi á, sợ bị cắn lưỡi nó làm đủ trò người dân chung quanh thôi chứ chưa phải là Campuchia cũng được kì cả. Họ có một cái sự gọi là đoàn kết tình thương của xã hội rất là cao. Mỹ thì không có gì đó đâu. Tân nó từng nói tụi bay hoài, đừng có dạy mày rớt vào những cái người đó và tránh xa ra. Cái điều mà giúp đỡ họ nhất là nhấc phone lên và gọi 911. Ở đây nó có nhiều cái mà nó làm cho con người ta không còn là con người nữa. Đó là cái xã hội Mỹ.
Và sẵn cái dịp này thì ta cũng chẳng thấy mày, giống như mày nói là không thấy cái bọn mà gọi là kêu gọi nhân quyền tự do dân chủ Việt Nam đi biểu tình đòi hỏi quyền lợi cho người dân mà đó sống ở nước Mỹ đó, nó cũng là người dân nước Mỹ đó, hoặc là người Mỹ gốc Việt đó, không hề, không hề, và cũng chẳng bao giờ có họ gọi, và chẳng ai có một tiếng nói gì cả. Cộng đồng người Việt, nói thẳng là cộng đồng người Việt bên nước Mỹ thì không ai lên tiếng, im thinh thích, im như là nín địch vậy, im như nín địch vậy. Thôi sao vậy? Không, ta bận nói chuyện với Việt Nam, ta bận, họ bận gì, bận chi chi, bận chở bỏ ở Việt Nam, ấy đồ, cái gì không? Ở trong đây, ở trong khi đó nước sở tại đang cư ngụ, mà nói một cách đơn giản là hộ khẩu thường trú đang nằm đây nè, mình không lo, nó lo bên kia bữa bán cầu, hỏi lo bằng gì, lo mình nước miếng, mình thấy buồn cười không? Mà bên kia, đó, bên Việt Nam, mà bên Việt Nam đâu có cần gì phải lo, tất cả mọi việc đều được giải quyết, không cấp chính quyền thì cũng cấp nhân dân, không cấp dân quyền cũng cấp lãnh đạo, họ giải quyết được hết rồi. Thế giới mà họ giải quyết được, không chi ba chuyện lẻ tẻ rồi rùi bu kiến động rồi. Mà tao không muốn nói là cho tao muốn nói, tao thấy phản cảm ở cái chỗ là khi chuyện này nó xảy ra lớn như vậy, người dân biểu tình khắp nước Mỹ luôn, trong khi đó cái cộng đồng Việt Nam mình co cụm nhau, không dám lên tiếng, không dám ho he, không dám phát một câu nữa. Tại vì con xuống biểu tình, dương cờ lên, đàng hoàng chẳng biểu ngữ lên, đòi hỏi công lý cho thằng đó đi. Hai vụ, một trước là vụ ở ngay chỗ thứ ba, tao thằng Pit Lloyd á, thằng Pit chết á, năm 2019 đó. Không, cũng không lính luôn. Đâu, tự do dân chủ dân quyền đâu, đưa ra coi. Ủa, bố nhớ hồi lâu có cái vụ mà một em người gốc Việt á bị bắn chết vì cầm cái bút chì mà bố nhớ không? Có em tiếng lắm. Còn cái gì mà cô một cái cô làm nhà bếp mà đi vô nó hỏi đường á, cô ấy cô đang làm nhà bếp mà đó, thấy rau thấy thịt gì đó, cứ cầm con dao đi vô nhà người ta nha, bố đích vô hỏi đường thôi, hỏi chỉ này để thấy dù mà nó thấy bà cầm dao đi vô nó làm một phát chết năm phát luôn tại chỗ, chết gục luôn tại trên dưới cái nhà bếp mà vô nhà người ta nha. Rồi xong có một cái cô rồi cũng cầm cung dao rồi cũng đâu biết mở thứ, người Việt Nam mình khổ quá đi. Tao nói tụi bây rồi, nhập gia là phải tùy tục, có nghĩa là mình phải biết vị trí mình nằm ở đâu, ở trong cái xứ sở tại đó, ở đó khi phú lích tới gọi họ nói chuyện với mày, bất cứ trên tay mày cầm một cái gì thuộc về cái dạng coi như là có nó một cách đơn giản, mình không cố tình nhưng mà cầm hung khí là chết mẹ đó. Có một anh chàng sửa xe hôm trước, anh cũng linh đà đó rồi, anh ơi, anh ấy là thợ sửa xe, anh về nhà anh đi vô anh thay nhớt cái xe của anh trong gara đó, yeah. Tay chân anh bị nhớt không à, biết không? Yeah. Sau khi bố lích vô trong khô mà hỏi anh thì anh mới lấy cái nùi vẽ đau tay thì anh cầm cái bỏ lết hay cái gì đó vô tình thôi, đồ má cũng làm được phát nó bắn gãy tay luôn. Có nghĩa là cái gì mà nằm trên tay của anh mà cầm thuộc cái dạng mà gọi là hung khí, cái hạn như là gậy nè, cây nè, bỏ lết nè, dao nè, kia là nó chở nó bột mà, liền. Nhưng mà khổ một cái á, mà bố mấy cái chuyện này á mà bố hay người dân trong nước đề cập với những thành phần bao que bên kia á, thì nó bảo là ai biểu ngu là chịu, cái đó luật pháp nước Mỹ người ta quy định như vậy rồi. Ủa tại sao Việt Nam luật pháp tại sao luật pháp Việt Nam quy định vậy mà nó lại chửi quái đản vô đâu. Mà tôi nói mày nghe, so sánh về nhân viên công lực của nước Mỹ mà nó thảm là cảnh sát nước Mỹ và cảnh sát nhân dân Việt Nam. Cảnh sát nhân dân Việt Nam quá hiền, nó quá hiền, quá hiền và quá nhân văn. Tao mấy bữa nay lúc này tao hay coi cái vụ mà săn bắt cướp mà tao có nói bị hoài, tao coi tao cảm động quá, bởi vì ở đây họ làm theo cái thiên hướng con người là người dân vì người dân, và tất cả mọi người đều tao rất thương cái đám này. À, thì để tao nói cho mày nghe nè, có một cái cảnh mà tao coi cái này chắc không phải là dựng đâu, thì cái anh chàng này đi ngang qua một cái cầu Đồng Nai, gặp một cô bé buồn lắm, cô bé có một cái tinh thần gọi là rất là buồn bã, ngồi trên cái thành cầu thì anh chàng hết hồn chạy xuống, sợ cô nàng này nhảy cầu thì lôi xuống rồi hàng hy tâm sự. À, thì ta thấy rất ư là dễ thương và rất là nhân văn, và nó có những cái mà nó nói những cái câu mà mình cảm thấy là mình nức lòng. Chị có biết không, mạng sống con người rất là quý giá, chị không sống cho chị thì chị cho sống cho người thân của chị,
gia đình chị ở đây, chị đừng có sợ. Vương cố gắng vươn lên, nó là nó khôn, khuyên nhủ một cách rất ư là rất là hay. Và nó nói một câu này: tôi cũng như chị thôi, tôi cũng chỉ là một người bình dân bình thường thôi, tôi cũng có vợ có con thôi. Tôi thay vì giờ này các anh các chị về nhà ăn cơm chiều nghỉ ngơi, thì chúng tôi tự nguyện đi làm những cái việc không công, có nghĩa là đi rảo khắp con đường phố Biên Hòa để chi, để có gặp những trường hợp để mà giúp đỡ. Tôi cũng có vợ, tôi cũng có con, tôi cũng có gia đình như vậy, nhưng mà bởi vì cái lương tâm của chúng tôi không cho phép cô làm điều đó. Nó nói rất là hay mà. Cái người dân Việt Nam mình nó có tình rồi đó, là bởi vì nó không giống như Mỹ, nó không có công nghiệp quá, nó không phải đi, nó không làm con người giống như cái máy. Cái là đời sống của Mỹ nó tạo ra con người như vậy. Đó là cái hậu quả của cái sự công nghiệp hóa. Chứ nó không đơn giản. Bởi ta đã từng nói tụi bây này, cái đời sống công nghiệp hóa của nước Mỹ nó làm cho con người thành y gian như robot. Tao ngày xưa tao cũng bị vậy. Có nghĩa là gì? Tao chỉ biết không còn biết gì. Cứ tới giờ ngủ, ta nằm cả đêm, sáng dậy về nhà ăn miếng ngủ, ngủ xong đúng bon giờ, cái đồng hồ sinh học trong con người của ta nó tự động rồi, dậy rồi xong đánh răng rửa mặt, đồng hồ xong tắm rửa đồng hồ xong lấy cơm rồi xong lại đi, lại đi đi làm rồi đi làm rồi đi làm, cứ quần quật như vậy mà không biết thời gian, không biết không gian và không biết ngoài xã hội gì cả. Nó làm con người ta thành máy rồi, đúng rồi. Vì cái chỗ đó nó lâu dần, ngày tháng lâu dần, cái con người máy nó không còn tình cảm con người, bởi robot đâu có linh hồn, thì nó không còn là con người nữa, mà nó trở thành là người máy. Thì tất cả những cái cảnh mà ngày xưa tới giờ bố chiếu trên cái Facebook của bố rất là nhiều, những người bà đứng Mỹ, những người bà đánh dẹp loạn rồi sát hại rồi bắn rồi người tưởng tượng la rất là nhiều, riết là nhiều, ta chán ta không đem lên nữa. Bởi vì sao? Nói cho cùng thì mình chỉ nói cái đám mình nghe thôi, mình là tuyên truyền giống như kiểu như để cho người dân trong nước biết là dù muốn dù không, cái luật pháp của Việt Nam nó vẫn còn nhân văn, nó vẫn còn từ nó còn bác ái, hoặc là có những cái mà rất là xúc động hơn hẳn nhiều với luật pháp của nước Mỹ. Và con người Việt Nam, đối với con người Việt Nam nó vẫn nhân văn và rất là đẹp hơn hẳn là những người mà lính cảnh sát nước Mỹ. Ta nói là ngày đụng tới cảnh sát Mỹ là không có đường lui, bảo gì là làm đó, cãi là chết. Đừng có tự lượng, đừng có tuyên truyền mà thằng người gì tôi quay nó hay. Ở đây tự do lắm, muốn chửi ai chửi, là không buồn quá quá muốn lít vô chửi chơi cũng được. Đừng ngon mà làm đi, tao coi thử thôi, đùa ngon làm đi. Ô nó cái miệng ông đó tin mình nói mà vô tội vạ, đồ có thứ luôn mà đừng có rõ ràng. Ở đây mà nói lên cái điều này, cái diễn đàn của con họ diễn đàn tất cả mọi người nói lên những cái điều thực sự ở nước Mỹ và nước ta, để cho người dân trong nước hiểu rõ hơn bản chất của nước ngoài. Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy thôi, nó không đâu sướng bằng quê hương mình cả. Nó thẳng là như vậy. Bởi vì mình ta đi xa, bởi tao nhớ tao thương Việt Nam là chỗ đó, con người đất nước hiền hòa, hiếu khách, trang hòa. Nó rõ ràng điều đó. Và biết bao nhiêu người không phải là người Việt Nam nha, nói về nói Việt Nam thì mình nó bình định, tất cả những khách Tây đã lên đài lên nói rồi, đã từng làm YouTube rồi, thậm chí có nhiều YouTuber nước ngoài nó về Việt Nam nó ở luôn. Nó có thằng vui lắm, có thằng râu rìa lông ngực bự con lắm mà bập bù lù, nó kêu Phúc Bập gì đó, phúc bập gì hoàng bập tôi không biết luôn. Nó nói tiếng Việt rành lắm này, nó ở luôn Việt Nam luôn rồi. Khổ vậy đó. Nếu mà thường người ta có câu là kêu đất là thành chim đậu, đúng rồi, chim đó rồi. Đậu. Đúng rồi, ok thì có ai cho con cho ai lên đi, có tao có cuộc gọi phone mới đấy, tao nói đợi chút xíu nghe, tao xuống rồi hồi có gì tao lên lại nghe con. Ok. Dạ, okay.